My mother was born 100 years ago today. 100 years. Hard to believe she was born today, 100 years ago. She's dead though. I'm making marinating sauce for my meat. Rib, right? Soft rib, big short ribs, soft rib. Big short ribs. Garlic, ginger, glutamate, fish sauce, sugar, honey, hoisin sauce, pepper, a little bit of hot stuff, cinnamon. Fish sauce, spices. Five spices. Fish sauce. Okay, fish sauce. Soy sauce. Soy sauce. Hot sauce. Hot sauce. Pepper. Okay. Thế là hôm nay bà sẽ làm món trộn, làm cái sauce trộn gồm có 5 tép tỏi, hành tây, gừng, ngũ vị hương, mật ong, nước mắm, nước tương, tiêu, muối, đường, đường vàng, với nữa quả táo, có thể là bỏ ổi vô, vài lá ổi, một trái ổi vô, cái đồ xay này nè. Thì nó sẽ đây là món thịt nướng, bò nướng, thịt xương bò nướng, nhưng mà đây là sốt bít. Kiểu này kiểu của Sơn Dương. Để vào tủ lạnh một tiếng đồng hồ rồi đem nướng. Now put the rack. Ok, nào bây giờ mới bỏ sườn bò vô trong Take them juice out. Yeah, okay. Okay. Let's set it well.
Put all of it in here. Let that see separate. Okay, now bacon. Can't see from here. Get out of the way, girls! Can't see. She's yelling about hockey between Canada and Canada Olympic 2018. M. Look. Climb all. Climb all, eh? I am cooking climb all. Okay. I don't know the English word for it. Okay. Climb all the taro root. Taro root, right. Right. And it's a... Sorry. Oh, let's see how hot. Hard to do it. Hot on me for myself. Fuck toast, is that gonna work? Oh, wow. Oh. So that's way in here. Sorry, burned myself, that's my... bây giờ mới lột vỏ rồi nè. Đó, easy. Peel it out. So... Bây giờ... Way... Is put two more water to cook the water in the pot and you put everything in and you put some shrimp and some ribs if you want. Bây giờ bỏ vô đây hai cà nước nhỏ rồi bỏ tôm, bỏ sườn vô nấu canh khoai môn. Thank you.
how it's done. Cần phải muốn. Xin chúc quý bạn một năm mới an khang thịnh vượng.